Chiều ngày 1 tháng 12, Công an quận phối hợp với Trường cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo tình huống giả định, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 1 tháng 12, tại tầng 2 nhà đa năng của Trường cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội xảy ra cháy, nguyên nhân do sự cố về điện, tia lửa điện bắn và rèm, cây cháy âm ỉ, hệ thống báo cháy tự động không phát hiện được. Sau một thời gian, lửa bùng lên phát triển thành một đám cháy lớn, bao trùm toàn bộ lớp học, hành lang thoát nạn tầng 2. Lực lượng tại chỗ sử dụng các phương tiện chữa cháy sẵn có nhưng không hiệu quả, có hai người bị mắc kẹt trong khu vực cháy. Nhận được tin báo cháy, công an quận điều động hai xe chữa cháy cùng lực lượng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện các phương án chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn, tìm kiếm người mắc kẹt đưa đến nơi an toàn. Sau khoảng 15 phút tiến hành, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Buổi diễn tập diễn ra an toàn, đảm bảo đúng các nội dung thời gian theo kế hoạch đề ra và sát thực với tình hình thực tế.